Mỗi khi nhắc đến Gerd Müller, những người hâm mộ bóng đá thế giới hẳn không thể không nhớ đến những gì mà ông đã làm được. Đó là những bàn thắng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nhưng điều đặc biệt làm cho ông khác biệt với những tay săn bàn khác đó là số lượng những bàn thắng mà ông ghi được và hiệu suất cực cao. Chính vì lẽ đó, người ta gọi ông là The Bomber, vua dội bom. Và hôm nay, bóng đá thế giới vừa đón nhận thông tin cực buồn khi huyền thoại Gerd Müller đã qua đời ở tuổi 75. Ngay bây giờ, không để các bạn đợi chờ thêm nữa, chúng ta hãy cùng nhau dành vài phút để tưởng nhớ đến huyền thoại vĩ đại của bóng đá thế giới Gerd Müller thông qua video sau đây nhé. Hôm nay, thế giới và Bayern Munich chết lặng. Câu lạc bộ và người hâm mộ tiếc thương với Gerd Müller, người ra đi vào sáng ngày Chủ nhật, hưởng thọ 75 tuổi. Đó là những dòng trạng thái buồn mà trang chủ Bayern đăng tải để thông báo về sự ra đi đầy tiếc nuối của một trong những huyền thoại của bóng đá thế giới. Nhà đương kim vô địch Bundesliga cũng đổi hình đại diện mạng xã hội thành logo đen như một cách thể hiện niềm thương tiếc cố tiền đạo. Chủ tịch Herbert Heiner của đội chủ sân Allianz Arena để tang cố tiền đạo đội tuyển Tây Đức với nghi thức trang trọng nhất dành cho huyền thoại của đội bóng. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, câu lạc bộ Đức cho biết, hôm nay, thế giới của Bayern Munich sẽ đứng yên, toàn đội bóng và những người hâm mộ vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Gerd Müller, ông đã qua đời. Còn nhớ có một thời gian dài Gerd Müller phải chống chịu với chứng nghiện rượu. Ông được Bayern Munich giúp đỡ chữa trị, bổ nhiệm các công việc tại câu lạc bộ và chính thức nghỉ hưu vào năm 2006. Và thực tế trong những năm qua, tình hình sức khỏe của huyền thoại Gerd Müller đã không được tốt. Kể từ năm 2015, ông đã phải chiến đấu với căn bệnh Alzheimer và phải sống dưới sự chăm sóc đặc biệt. Sức khỏe của cựu tiền đạo tuyển Đức suy giảm nghiêm trọng từ hơn một năm nay, khiến ông không ăn gì, cảm thấy khó nuốt, luôn nằm trên giường bệnh và hiếm khi tỉnh táo. Đó là những năm tháng cuối cuộc đời, nhưng chúng ta hãy ngược dòng lịch sử về năm huyền thoại Müller 15 tuổi để xem lúc này ông như thế nào nhé. Vào cái năm 15 tuổi, Müller tới dự tuyển vào trường đào tạo bóng đá của câu lạc bộ tại thành phố quê hương là TSV 1861 Nottlingen vì cảm thấy chán ngán công việc buồn tẻ ở xưởng dệt địa phương. Người huấn luyện viên chịu trách nhiệm tuyển chọn cầu thủ cho câu lạc bộ thoạt đầu nhìn thấy bộ dạng của Müller ngay lập tức phán một câu xanh dờn: cậu sẽ không thể tiến xa được trong bóng đá đâu, nên tìm một công việc khác thích hợp thì hơn. Theo miêu tả của những nhân viên tuyển trạch câu lạc bộ, Müller là một gã trai tỉnh lẻ, người vạm vỡ nhưng thấp, thậm chí còn hơi béo. Với dáng vẻ bề ngoài như thế, Müller không thể làm mẫu tiền đạo lý tưởng. Nhưng rồi họ đã ngay lập tức đổi ý khi Müller được tung vào sân để thử việc. Ở cầu thanh niên tuổi tin này ẩn chứa một bản năng sát thủ ghê gớm. Cậu ta có thể ghi những bàn thắng dễ dàng như lấy đồ vật trong túi, với những kỹ thuật khác lạ mà hậu vệ đối phương dù đã chăm chăm phang vào chân cậu, Müller vẫn có thể thoát đi và ghi bàn. Cặp đùi to quá khổ và đôi chân ngắn hơn bình thường của dị nhân Müller hóa ra lại là một lợi thế, giúp cậu có thể xoay trở cực tốt trong cự ly hẹp. Bất ngờ đổi hướng dẫn bóng mà không hề mất thăng bằng, mặc cho đối phương ngã nhoài xuống đất, Müller nhanh chóng thăng tiến ở trường đào tạo của câu lạc bộ TSV 1861 Nottlingen, được đưa vào đội trẻ rồi sau đó lên đội hình chính thức của câu lạc bộ. Chỉ sau 3 năm chơi bóng ở đây, Müller đã ghi tới 51 bàn thắng trong 32 trận ra sân. Tên tuổi của ông được gã khổng lồ Bayern Munich biết đến và đánh tiếng chiêu mộ. Điều đáng nói là lúc này, hùm xám lại đang chầy chật ở giải hạng 2 của Đức và không hề sở hữu một cây săn bàn đáng gờm nào. Dù vừa chiêu mộ được cầu thủ có tiếng tăm đã ghi 180 bàn cho Nottlingen, huấn luyện viên Zlatko Karkovsky lại đặt nhiều nghi ngờ về gã dị nhân này. Müller phải làm quen với băng ghế dự bị trong một thời gian khá lâu trước khi ông Karkovsky nhận ra tiềm năng của chân sút này qua các buổi tập. Sau đó, Müller cùng với hai ngôi sao mai là Franz Beckenbauer và Sepp Maier đã đưa Bayern thăng hạng nhất, mở ra trang sử vàng chói lọi của hùm xám những năm 1960. Với sự góp sức của Müller, Bayern đã có giai đoạn hoàng kim nhất lịch sử của mình khi giành 4 chức vô địch Bundesliga, 4 lần đăng quang cúp quốc gia, đồng thời 3 lần bước lên bục cao nhất ở đấu trường châu Âu. Cá nhân Müller đã gây dựng danh tiếng của mình khi là tiền đạo hay nhất thế giới ở thời điểm đó, với hiệu suất ghi bàn mà nhiều hậu bối sau này cũng chẳng thể nào sánh kịp. Từ năm 1964 đến 1979, Müller đã ghi 365 bàn sau 427 trận ra sân ở Bundesliga, trở thành vua dội bom trong lịch sử giải đấu số 1 nước Đức, 7 lần giành ngôi vua phá lưới. Trong màu áo đội tuyển Đức, ông còn nổi bật hơn thế với 68 bàn thắng sau 62 trận khoác áo cỗ xe tăng. Còn nhớ lần đầu tiên Müller được vinh dự khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia Tây Đức
là vào năm 1966 trong trận thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ trên sân khách. 4 năm sau đó, thế giới bóng đá biết đến một Müller có khả năng ghi bàn siêu việt. Với phong độ hủy diệt của mình, Müller đã xé toang mảnh lưới đối phương tới 10 lần tại World Cup 1970. Và mặc dù niềm vui chưa trọn vẹn khi đội tuyển Đức bị Italia hạ gục 4-3 sau 120 phút thi đấu kịch tính tại bán kết, nhưng Müller đã có cái kết đẹp cùng những cỗ xe tăng vào kỳ World Cup tiếp theo. Trong trận chung kết World Cup 1974, đội tuyển Đức đụng độ một Hà Lan đầy sức mạnh với lối đá tấn công tổng lực. Nhưng Müller đã bóp nát giấc mơ vua của cơn lốc màu da cam bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-1. Trận chung kết World Cup 1974 với Hà Lan cũng đồng thời là trận cuối cùng mà Müller chơi cho đội tuyển quốc gia. Bởi sau thành công rực rỡ cùng đội tuyển năm đó, ông tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế khi mới 28 tuổi nhằm chuyên tâm cống hiến cho Bayern Munich. Song, với 14 bàn thắng chỉ trong hai kỳ World Cup, Müller lập nên kỷ lục vua dội bom trong lịch sử World Cup trước khi bị Ronaldo phá vỡ kỷ lục này năm 2006. Nhưng người ngoài hành tinh phải mất tới 4 kỳ World Cup để viết nên kỷ lục mới. Ông chia tay Bayern Munich và sau đó đến Mỹ dưỡng già, mở ra một trong các kỷ nguyên mà các siêu sao châu Âu đến giải MLS. Chơi 3 mùa bóng cho Fort Lauderdale Strikers, Müller ghi được 40 bàn thắng trong 80 trận thi đấu cho đội bóng này. Kết quả hết sức ấn tượng đối với một tiền đạo đã chạm ngưỡng 36 tuổi. Đến năm 1981, Müller chính thức treo giày và mở một quán bar ở ngay Florida để sinh sống, khởi đầu cho tấm bi kịch cuộc đời. Sự khác biệt về cách sống khi rời bỏ sân cỏ đã tác động rất nhiều đến Müller. Lúc rời bỏ sân cỏ cùng cái không khí cuồng nhiệt trên khán đài, những đợt tập huấn căng thẳng nhưng cũng đầy niềm vui, rồi khoảnh khắc sau những bàn thắng khi khắp các khán đài hô vang tên ông, Müller rơi vào cuộc khủng hoảng không lối thoát. Thời gian rảnh rỗi, Müller không biết làm cách nào để lấp đầy khoảng trống buồn tẻ ấy và rồi trung phong xuất sắc của mọi thời đại tìm đến một người bạn tồi tệ là rượu. Rượu đã từng phá hỏng cuộc đời và sự nghiệp của không ít cầu thủ kiệt xuất trong bóng đá thế giới như Garrincha, George Best và với các Müller cũng không phải là ngoại lệ. Cô con gái yêu của Müller đã nhiều lần không nhận ra nổi người bố của mình, còn vợ ông đệ đơn ly dị vì không thể chịu nổi một người chồng luôn luôn say mềm. Cuộc ly dị tốn kém theo luật pháp Mỹ cùng những thất bát trong chuyện làm ăn đã tước đi của Müller những đồng tiền cuối cùng. Không gia đình, không tiền bạc, cuộc đời của Müller có nguy cơ rơi vào tấn thảm kịch như nhiều người nghiện rượu khác. Trong bờ vực của sự tuyệt vọng, những đồng đội cũ đã không hề bỏ rơi Müller và giang tay cứu giúp chân sút cự phách này làm lại cuộc đời. Hoàng đế Franz Beckenbauer đã kêu gọi khi phát biểu rằng bóng đá Đức sẽ không thể có được chức vô địch châu Âu năm 1972 cũng như vô địch thế giới năm 1974 nếu không có Müller. Chúng ta không thể để cho một người bạn như Müller phải chịu cảnh bi đát như vậy. Từ đó, một chiến dịch do những người bạn cũ của Müller ở câu lạc bộ Bayern Munich và đội tuyển Đức được lập nên, đứng đầu là Uli Hoeneß, khi đó đã là một thành viên trong ban lãnh đạo của Hùng Xám. Họ quyên góp tiền để Müller điều trị tại một trung tâm cai nghiện rượu trước khi đưa Müller về làm công tác huấn luyện ở Bayern. Và trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến mọi người để cùng nhau tưởng nhớ về huyền thoại vĩ đại Gerd Müller. Anh em thấy cà phê hôm nay thế nào? Nếu thấy ngon xin cho một like, đăng ký và nhấn chuông để video tiếp theo anh em ta lại có cơ hội đàm đạo bóng đá tiếp nhé.